Rồi em xin chào tất cả anh em mình nhé. Em chào tất cả anh em trong miền Tổ quốc anh em ơi. Anh em ơi vô cháu em vô trong kho quay cho anh em mình luôn. Đi ở ngoài mưa quá anh em ơi. Ngoài mưa quá. Rồi tụi em quyết định vô trong kho quay cho anh em mình. Coi người anh em cũng như bà con mình chịu khó dòm nhiều em tí xíu nè. Con tắt đi con. Tắt đi. Máy gì nhảy dữ vậy? Em lên cho anh em là một con Kubota E7 thì nhớ con coi phía bển giùm bác hay không? Dạ, E7. E7 phải không? Dạ. E7. Dòng Kubota là cái dòng nào giờ anh em có quay anh em có xài thì anh em biết ha. Thứ nhất là độ bền. Thứ hai là thao như dầu. Cái dòng này là đặc biệt là cái vụ bên tiết kiệm dầu là siêu tiết kiệm anh em ơi. Đây em quay chi tiết cho anh em mình coi ha. Ngoại hình thì này là Kubota E7 chuỗi. Bô lửa còn nguyên zin, bô e còn nguyên luôn. Con mở ra giùm cái nhé. Anh em bà con chịu khó dòm giùm em nha. Bị trong đây cái ánh sáng nó thiếu quá. Tụi em phải bật đèn LED tụi điện thoại lên. Cháu này nhiệt tình hết sức luôn, nó làm ánh sáng cho em. Nó dính trọng luôn vậy nhớ. Để gì vậy cũng được đó con. Để lấy gì cho bà con mình coi. Anh em nhìn cái lọc nó nè. Cái lọc bụi, lọc e nó mới vậy nè. Cái này em nghi dắt rồi đó, nó để trong cái máy cuộn gom vậy anh em ơi. Này em thấy cỏ. Cỏ không à. Em nghi dắt cuộn gom quá. Anh em chịu khó nhìn giùm em tí xíu nha, bị trong cái góc cạnh này là em hơi xây chở hơi khó. Có khi chỗ em quay hoài luôn cho anh em nhìn cho đó là cái bu ly của nó là còn zin nguyên zin theo máy luôn. Hoàn toàn không có đụng chạm gì hết. Đây em quay phía trên nó về đây. Nó chỉ duy nhất con điểm này là nó hơi bị chạy chạy nè. Nó điểm trên đây nè. Cái này chính rồi em có ông anh ở trên em nhớ trên Tiền Giang hay An Giang gì đó, anh nhờ anh chế cái thùng dầu rồi cách đây 2 ngày anh có gọi cho em. Em thấy cái máy anh để giữa nhà nhìn thấy gì thấy mừng gì đâu, cái máy mình làm chế cho anh xong anh để được giữa nhà chắc rất nhiều bà con lại nhìn thấy chắc anh cũng thấy hài lòng phần nào gì anh để giữa nhà anh em ơi. Anh rất là thích cho em, cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Em nhớ là anh Hòa, tên là anh Hòa đúng rồi, anh Hòa An Giang hay vậy. Sao tên gái em nhớ dài quá mà tên đàn ông với thanh niên sao em nhớ dở ẹt anh em ơi, qua rồi em không quên đi. Với cái mấy người nào mà em thiếu nợ người đó cái em quên mau lắm, còn ai thiếu em thì em không quên. Ngoại hình thì cái này tụi em không chùi rửa nha, bị trong đấy nó nằm trong kẹt trong hốc thì em chỉ xịt dầu em lên sống cho anh em mình coi thôi, chứ em không có chùi rửa gì được chứ, nằm đụng máy tùm lum trong đây chứ. Tội nghiệp mấy đứa cháu em quay gì là hai đứa nó ngồi nó hỗ trợ em gì nên em hai thằng cũng hên là bữa nay nó không có đem xài cốc ổi gì ăn trước mặt em, phải ăn nó đem xài thì nó ăn trước mặt em rồi gọi xong rồi đó, em quay hết được rồi đó. Mấy này nó chỉ ác chứ lắm. Đây trời ơi cái bộ lục dầu này em quá vậy ta, đẹp quá anh em ơi, máy nó còn rất là liền lạc luôn á, các nước là tôi quá trời đẹp luôn rồi. Ôi mặt trước này đẹp quá. Nên em chưa khó dòm giùm em nhé. Cái này là hoàn toàn là không có đụng chạm luôn nè. Mấy dòng cua ta này em khoái nè. Đem về nó còn lăn là đem xả dầu bọt nó nút. Cái này cái số Sugi nó lượng năm đâu nhớ. Ngốc nhớ gì như nó nằm. Cái này bị em ngồi đây chặt quá rồi mấy đứa cháu nó không hỗ trợ em được. Nhưng mà anh em nhìn chỗ này nè, cái này nó không lộn với ai. Mà dưới E7 dường như em có con cái một cái gì rồi. Em hết rồi. Rồi để em nhờ đứa cháu nó test hàng cho anh em mình ha. Dùng rồi bây giờ em nhờ đứa cháu nó test hàng cho anh em bà con cô bác luôn. Rồi có lưng nó nhìn thấy cái lưng con không thấy đây số. Có dàn số gì nè vô. Nè thấy số nhóc trên đây nè. Đây có dàn số gì nè. Ừ trời ơi này thông minh dữ ta.
này có số rồi, cái này vô ngút sao nhìn thấy đường mày ui. Này trong kẹt trong hốc không? E7. Rồi số xe ghi là 685938. E7 685938. Rồi bắt nhờ nhớ test thử cho bà con mình coi coi. Còn mấy con lằn bánh trứng. Trời ơi bánh trứng nó còn lúa xanh anh em. Con lằn bánh trứng chạy ra là vườn ốc chạy luôn á. Bắt chạy luôn đó nhớ. 1 2 3. Ôi nó nhảy anh em ơi. Chạy luôn. Lần này nó lực ra nó quay gì em thấy giống như là chuyện đồ chơi. Đây không ra miếng khối. Con lên ra lớn tí xíu con giữ ra luôn rồi nhé. Rồi. Đứng đứng. Rồi tắt đi con. Cái này nó găm đi vòng cua ta gì như không có đối thủ anh em ơi. Tại này có cuộc gọi nữa em sợ cái video nó đá ra rồi em xin báo giá cho anh em mình luôn ha. Lỡ nó có tắt ngang thì anh em chịu khó nghe giùm em nha. Là cái máy này em bán cho anh em mình là 6.3 triệu. Còn phí ship của máy này là chắc cái này chắc các bạn 380-400 ngàn, mà em tính anh em 380 đi là 6.680.000. Còn phương thức thanh toán bên em thì rất đơn giản ha, anh em cũng như bà con cô bác mình cọc 380.000, còn phần còn lại là anh em kiểm tra rồi thanh toán thì kiểm tra ok thì thanh toán với shipper ha. Còn máy thì em bao win 100% cho anh em, không có đụng chạm gì hết. Có cái này nè, ở em không có chế tăng đưa gió chỗ này nha anh em. Rồi cảm ơn tụi con nha. Rồi em cảm ơn anh em cũng như bà con đã xem hết video của em nha. Em sợ cái nhiều cuộc gọi quá, em sợ cái điện thoại em nó nhảy ra ngoài. Rồi em xin nhắc giá lại lần nữa nha anh em. Cái này em tính anh em là 6.3 triệu, phí ship 380 anh em ơi. Em xin kết thúc video tại đây nha. Chào tạm biệt anh em.